đạt được giải này thì em cũng không tập luyện gì nhiều. Mình qua thì mình thi thôi, chạy được hết năng lực của mình thôi. Em cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho tụi em thi trò chơi này, rất là bổ ích cho chúng em. Em cảm ơn. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tổ chức cuộc chơi cho tụi em tham gia. Đây là lần đầu tiên em tham gia, cũng rất là vui. Em cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể giành được giải dành cho bộ phận cơ điện của mình. Em lần nữa là em xin cảm ơn ban tổ chức. Bữa nay thời tiết cũng là mát mẻ, cũng thuận lợi cho vận động viên chạy marathon. Lúc bắt đầu khởi động á, em thấy mọi người cùng nhau chạy, lúc đó cảm thấy rất là náo nhiệt, vui. Nói chung là cảm thấy tinh thần năng lượng nó tràn trề. Chạy khi mà chạy trên quãng đường á, thấy mọi người cố gắng vượt lên cái khả năng chạy của mình á, thì em cũng cố gắng em chạy để chiến thắng bản thân mình. Và lúc mà em về giải nhì thì em cũng rất là bất ngờ.